Chiều ngày 7 tháng 10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành vừa phát hiện và tạm giữ 4 máy laptop MacBook Air không hóa đơn chứng từ trị giá trên 100 triệu đồng. Trước đó khoảng 18 giờ 15 phút ngày 6 tháng 10, tổ công tác liên ngành của tỉnh thuộc tổ châu đốc tổ tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn phụ trách, khi đến khu vực thuộc tổ 20 khóm Vĩnh Chánh, phường Vĩnh Phú A, thành phố Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Trí Khang sinh năm 1996, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 67L2-25805, nghi vấn chuyển hàng hóa nhập lậu. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 4 máy laptop MacBook Air có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ số hàng hóa trên tại thời điểm kiểm tra. Qua làm việc, Khang khai nhận số laptop trên Khang mua qua mạng Internet. Khi vừa nhận số laptop trên thì bị lực lượng chống buôn lậu bắt giữ. Vụ việc đang được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.